Thưa quý vị, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường bánh Trung Thu năm nay không mấy sôi động. Tuy nhiên người dân thì lựa chọn và sử dụng bánh Trung Thu cũng cần lưu ý những vấn đề về dinh dưỡng. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, bánh Trung Thu có nhiều loại, nhiều trọng lượng và nhiều vị. Thành phần chính của bánh Trung Thu là bột, đường, bơ hay là mỡ lợn. Vỏ bánh cũng được tẩm ướp rất nhiều mỡ và đường Do đó thì bánh trung thu chứa nhiều năng lượng, có độ béo và ngọt rất cao. Lượng calo trong một chiếc bánh có thể gấp 5 lần một bát cơm vừa, gấp 2,5 lần một tô phở bò, tức là vào khoảng 430 calo. Theo đó, một chiếc bánh trung thu 180 g cung cấp từ 500 đến 700 calo tùy theo loại bánh và thành phần. Một số loại bánh thập cẩm có thể chứa gần 1.000 calo. Trong khi đó, một bát cơm vừa chỉ khoảng 200 calo, một tô phở bò trung bình có 430 calo. Như vậy, một chiếc bánh nướng thập cẩm có thể gấp 5 lần một bát cơm vừa, gấp 2 đến 2,5 lần một bát phở bò, lượng glucid gần gấp đôi. Nam giới có độ tuổi từ 31 đến 50, hoạt động thể lực ở mức trung bình thì cần 2.400 đến 2.600 calo mỗi ngày. Nữ giới độ tuổi này thì cần 2.000 calo. Ăn một chiếc bánh trung thu có nghĩa là đã nhận đủ năng lượng cần thiết cho hơn một bữa ăn chính. Do đó nếu không chú ý kiểm soát tổng năng lượng trong ngày thì dễ dẫn đến dư thừa năng lượng, tăng cân, béo phì, rối loạn đường huyết, tăng nguy cơ đái tháo đường. Đặc biệt người bệnh đái tháo đường cần lưu ý đến khả năng tăng đường huyết sau ăn, do thành phần của bánh trung thu là carbon hydrate dễ hấp thu và đi nhanh vào máu. để hạn chế thừa cân béo phì và không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thì các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo nên ăn bánh với tinh thần thưởng thức trung thu mỗi lần ăn thì chỉ ăn một phần nhỏ một phần tư hoặc là một phần tám hoặc là sử dụng bánh cho người ăn kiêng không nên ăn bánh trung thu khi đói không ăn buổi tối do cơ thể vận động ít khả năng tiêu hao năng lượng thấp hơn ban ngày và cách tốt nhất là quý vị nên chia bánh thành nhiều phần nhỏ và thưởng thức vào từng thời điểm trong ngày khi ăn thì quý vị cần cân nhắc tổng thể năng lượng thành phần dinh dưỡng và chế độ sinh hoạt từ đó điều chỉnh lượng thức ăn khác trong ngày ngoài ra thì quý vị cũng nên kết hợp tập luyện để tăng mức tiêu hao năng lượng